chị diễn thị Huế hả? Ủa, cái này làm nhỏ ảnh hưởng bé em ơi, bao nhiêu là khách hứa của chị luôn ấy. Đây mà để giờ đây các bạn đang diễn lại, đang diễn lại. Nếu mà bình thường á, nó không làm chương trình á thì đi ngoài đường thì mình không thích người ta nhận ra mình được. Thì ở đây thì mong nhận ra mình lên quay hình dở mặt ra cái ủa ai vậy, không biết ai, cũng kỳ. Hôm nay là sinh nhật của bé Vi. Chú Hề sẽ làm trò ảo thuật cho bé ở đây. Được không ạ? Ok luôn đi. Bây giờ chú sẽ biến thành màu khác nha. Dạ. Biến hình. Dạ. Bây giờ con cháu muốn màu gì nữa đi? Màu xanh có không? Không có. Màu đỏ đi chú. Màu đỏ không có luôn. Màu khác đi. Giờ chú nhiều lúc ra màu hồng nha. Ôi trời ơi, là lộn lắm lắm á. Thôi kia chú làm trò khác nha. Không có gì đúng không hả? Dạ. Biến lên. Biến lên. Biến lên. Mình mong muốn là khi trong những buổi tiệc sinh nhật của mình sẽ được gặp những chú Hề, thì ngày hôm nay mình trực tiếp mình đóng vai chú Hề để mình đi chúc mừng sinh nhật cho em. Bây giờ chú sẽ diễn thêm một trò khác nữa nha. Đây, bây giờ đây là cái hộp không nha. Cái bánh hả? Cái bánh không có rồi. Yeah! Hay không hả? Hay không? Hay hay thì vỗ tay lên xíu được không hả? Đó. Yeah. Em xong rồi. Em diễn ba cái được rồi chị. Bây giờ chú sẽ thổi ống bóng để tặng các cháu lưu niệm ở đây. Rồi, đây. Vỗ tay đi. Trời lộn. Chú Hề làm vỏ, nãy giờ chú Hề làm chưa được con nào đâu. Đó, chú làm cái bông hoa cho con đó. Ai làm chú Hề đó. Đâu, chú làm á, chú làm trước. Con làm được mà. Trời em chú. Thôi giờ chú Hề nhảy ha, chứ làm khó quá. Nếu mà không diễn nữa, em đứng làm trò nhảy nhót cho mọi người cũng được. Hay là em đi bé bao nhiêu là khách hứa của chị luôn mà em làm vậy là chết rồi. Ê mà để giờ đây các bạn em diễn lại, em diễn lại. Em đi diễn lại. Chị không chấp nhận nữa đâu. Đây bây giờ chú diễn lại nha. Thì khi chú gửi ra thì cảm giác mọi người hơi bất ngờ, thấy mình rất là vui. Không ai cần anh diễn ở đâu, bây giờ anh đi về thì ôi mà tới ngày hôm nay em theo làm cho không khí thêm phần rất là sôi động. Lúc mà mình như bị đuổi ra khỏi cái buổi tiệc ngày hôm nay. Hát xong cái bài hát và chúc mừng cho mọi người thì mọi người rất là vui và mình cũng cảm thấy rất là vui. Hiếu rất mong là sẽ quay trở lại chương trình này để tham gia và được trải nghiệm mình nhiều hơn nữa. Và mong là quý vị sẽ xem chương trình Nhật ký Select có số hồ Hiếu tham gia. Và mong mọi người ủng hộ chương trình nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.